quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình tối nay thứ Bảy ngày 14 tháng 10 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng. Hôm nay đã diễn ra hai hội nghị chuyên đề quan trọng trước phiên chính thức Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017 là thu hút đầu tư vào cơ sở hạ tầng và lĩnh vực du lịch. Quỹ hỗ trợ nông dân Đà Nẵng thời gian qua đã huy động vốn từ nhiều nguồn lực, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập. Tin quốc tế, vì Tổng thống Donald Trump cương quyết bác bỏ xác nhận Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đã khiến cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại. Lãnh đạo các nước phương Tây cho rằng các hành động của Mỹ có thể sẽ gây tổn hại tình hình an ninh khu vực. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị, mở đầu chương trình chúng tôi xin được thông tin tiếp theo về diễn biến mới nhất của bão số 11. Hồi 13 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 117,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600 km về phía đông, đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, cấp 11, tức từ 90 đến 115 km/h, giật cấp 13. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km và còn mạnh lên. Đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc, 114,3 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 360 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, tức từ 115 đến 135 km/h, giật cấp 15. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, phía bắc từ vĩ tuyến 14 độ, phía đông kinh tuyến 111 độ, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 16 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc, 108,9 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Tây đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, tức từ 75 đến 100 km/h, giật cấp 13. Dự báo trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và suy yếu dần. Đến ngày 13 tháng 10 thì Đà Nẵng còn 73 phương tiện với 585 lao động đang hoạt động trên biển. Tất cả các phương tiện đã nhận được thông tin về hướng di chuyển của bão để di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trước những diễn biến phức tạp từ hệ lụy của tình trạng phá rừng tự nhiên gây thiệt hại lớn đến kinh tế xã hội, sáng nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá sau một năm thực hiện chỉ thị 13 của Ban Bí thư và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, độ che phủ rừng của Việt Nam đã được cải thiện, năm sau cao hơn năm trước. Tuy nhiên, công tác quản lý bảo vệ rừng đang đặt ra nhiều vấn đề nhức nhối, nhất là tình trạng vi phạm luật bảo vệ rừng diễn ra nghiêm trọng. Thủ tướng đề nghị đánh giá đúng thực trạng công tác bảo vệ rừng, tìm ra những hạn chế của các cấp các ngành, nghiên cứu lại một số vụ phá rừng ở các địa phương để rút kinh nghiệm sâu sắc và đưa ra những biện pháp khả thi hơn trong bảo vệ rừng tự nhiên. Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh những biện pháp xã hội hóa nghề rừng, giải quyết việc làm, tạo sinh kế cho người dân. Thủ tướng yêu cầu tập trung phân tích những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý rừng, trong đó có việc chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng. Thủ tướng đề nghị xác định trách nhiệm cụ thể của cơ quan chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương, trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý bảo vệ rừng. 9 tháng đầu năm 2017, cả nước phát hiện 13.178 vụ vi phạm các quy định của nhà nước về bảo vệ và phát triển rừng, đã xử lý hành chính 10.985 vụ, xử lý hình sự 263 vụ. Sáng nay tại Đà Nẵng, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an tổ chức hội nghị triển khai công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội, phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Theo đó, Cục Cảnh sát Giao thông sẽ triển khai nhiệm vụ ở các địa điểm diễn ra hoạt động của hội nghị cấp cao APEC, bao gồm phương án bố trí lực lượng điều tiết giao thông, bảo vệ đoàn, phương án phân luồng, phòng chống và giải tỏa ùn tắc giao thông. Với quyết tâm cao nhất, hàng ngàn cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông toàn quốc đã được triệu tập. Cùng với đó là nhiều xe ô tô, mô tô, công cụ, thiết bị kỹ thuật được huy động để hỗ trợ tham gia phục vụ tuần lễ cấp cao APEC 2017.
Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, yêu cầu các lực lượng tham gia phải mang hết sức lực, trí tuệ và kinh nghiệm của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm giao thông được thông suốt, các đoàn đại biểu được đưa đón chu đáo, tuyệt đối an toàn. Chiều nay, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị cho Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017 được tổ chức vào sáng mai ngày 15 tháng 10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Arizona, Đà Nẵng. Chủ tịch thành phố kiểm tra toàn bộ khu nhà Trung tâm Hội nghị Quốc tế, công tác lễ tân đón tiếp đại biểu, đảm bảo an ninh trật tự cho quan khách. Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng với sự tham gia của gần 600 đại biểu trong nước và quốc tế. Tại diễn đàn này, Đà Nẵng sẽ trình bày về định hướng phát triển của thành phố, giới thiệu một số dự án trọng điểm cần kêu gọi đầu tư và các chính sách thu hút đầu tư vào Đà Nẵng. Đây cũng là sự kiện hàng đầu bên lề tuần lễ cấp cao APEC diễn ra tại Đà Nẵng vào tháng 11 năm 2017. Trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2017, chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị đầu tư và lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn chủ trì hội nghị và phát biểu khai mạc. Những năm qua, Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và giao thông. Bên cạnh nguồn vốn nội lực, thành phố đã thu hút sử dụng có hiệu quả vốn vay cho lĩnh vực này. Trong đó đáng chú ý là dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên, dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, dự án cảng Tiên Sa từ nguồn vốn ODA. Chúng tôi thấy là thành phố Đà Nẵng đã làm rất tốt các cái dự án đầu tư và thực hiện rất đúng các cam kết với các nhà tài trợ liên quan đến vốn ứng, liên quan đến giải phóng mặt bằng và các cái cam kết khác, từ đó tạo ra một cái niềm tin, một cái sự tin cậy giữa thành phố với các nhà tài trợ. Tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, Đà Nẵng đã có định hướng cụ thể. Trước mắt, thành phố đang kêu gọi thu hút đầu tư 9 dự án tiềm năng, cụ thể như xây dựng cảng liên chiểu, dự án di dời ga đường sắt và tái thiết đô thị, dự án cải thiện môi trường nước Đà Nẵng, dự án khu liên hợp xử lý chất thải rắn, dự án tàu điện kết nối Đà Nẵng và Hội An. Thế thì về cơ bản tôi thấy là cái hướng đi như vậy là đúng, là chúng ta vì cái nợ công của chúng ta hiện nay cao nên chúng ta phải sử dụng làm sao hiệu quả cái vốn vay, và tốt nhất là chúng ta đầu tư vào lĩnh vực hạ tầng để từ đó thu hút các cái nguồn vốn khác, đặc biệt thông qua cái hình thức đối tác công tư. Các dự án này đã nhận được sự quan tâm của các đơn vị trong và ngoài nước, các đơn vị đang đóng trên địa bàn thành phố. Nó có nhiều lợi thế, nhiều danh lợi, cũng như là chúng tôi có kinh nghiệm, chúng tôi có công nghệ và chúng tôi là những người khai thác cảng chuyên nghiệp, cho nên cái hướng đầu tư vào cả liên chiểu thì chúng tôi mong muốn rằng là chúng tôi sẽ tham gia vốn góp cùng với Tổng ty Hàng hải để mà đầu tư khai thác cả liên chiểu. Tại hội nghị, bên cạnh việc tìm hiểu về định hướng phát triển của thành phố, về các dự án cụ thể, nhiều nhà đầu tư còn quan tâm đến các chính sách, sự ưu tiên khi tham gia vào các dự án này để có cơ sở đầu tư phù hợp. Cũng trong chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch với sự tham gia của trên 150 doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, các hãng hàng không, các đơn vị kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trong nước và quốc tế. Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh nhấn mạnh, thành phố có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch, hệ thống cơ sở hạ tầng khá đồng bộ, môi trường du lịch được đảm bảo, cơ chế chính sách ưu đãi thu hút đầu tư. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch lần này nhằm mục đích tìm ra các giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch thành phố, xúc tiến thu hút đầu tư, hợp tác phát triển du lịch, quảng bá và khai thác thế mạnh của du lịch thành phố Đà Nẵng như du lịch biển, du lịch công vụ. Đây là hội nghị chuyên đề được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng hướng tới sự kiện tuần lễ cấp cao APEC 2017 được tổ chức vào đầu tháng 11 tại thành phố Đà Nẵng. Những năm qua, du lịch Đà Nẵng có sự phát triển quá nhanh với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm giai đoạn 2011-2015 đạt hơn 20%. Tổng lượt khách du lịch đến Đà Nẵng năm 2016 đạt hơn 5.500.000 lượt khách. Dự kiến năm nay, thành phố Đà Nẵng sẽ đón được 6.500.000 lượt khách.
Hiện thành phố có 83 dự án đầu tư vào lĩnh vực du lịch dịch vụ với tổng vốn đầu tư khoảng 7 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, tương đương 153.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, du lịch Đà Nẵng cũng đang phải trả lời nhiều câu hỏi khó. Về tiềm năng thì có, nhưng mà những cái sản phẩm để bổ trợ du lịch và những cái sự đa dạng về những cái sản phẩm này có lẽ chúng ta vẫn còn đang thiếu. Ví dụ như đơn cử tại thị trường Phuket thì ngoài bãi biển khách du lịch tới để giống như là một cái điểm thu hút du lịch thì Phuket có rất là nhiều các cái sản phẩm về du lịch, các cái sản phẩm không hẳn là gắn liền với tự nhiên nhưng mà những cái sản phẩm giống như là được các cái nhà đầu tư phát triển để thu hút khách du lịch họ tới và họ ở lại lâu hơn, các cái tổ hợp vui chơi giải trí, và lưu ý là các cái tổ hợp vui chơi giải trí này nó dành cho mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó, hoạt động du lịch cũng còn nhiều khó khăn, đó là thiếu chính sách ưu đãi đầu tư phát triển các dịch vụ vui chơi giải trí, nhất là giải trí về đêm, chưa có khu mua sắm và ẩm thực quy mô lớn, nguồn nhân lực du lịch vẫn chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển hiện nay. Từ kết quả hội nghị này, các nhà quản lý và lãnh đạo thành phố sẽ có các chương trình kế hoạch cụ thể để hỗ trợ các nhà đầu tư, xúc tiến quảng bá hình ảnh, xây dựng sản phẩm du lịch nhằm phát triển du lịch thành phố, đặc biệt là tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Chương trình tiếp tục với các tin tức khác. Thưa quý vị, sở hữu trí tuệ tầm quan trọng đối với doanh nghiệp khởi nghiệp là chủ đề hội thảo do Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng và Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng tổ chức vào sáng nay. Sự kiện đã thu hút hơn 100 người tham dự là đại diện của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố. Tại hội thảo, các diễn giả khách mời của chương trình đã có những trao đổi về thực trạng đăng ký sở hữu trí tuệ hiện nay của các doanh nghiệp khởi nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ và những vấn đề cần lưu ý khi khởi nghiệp. Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là phiên tư vấn chuyên sâu giữa các chuyên gia với doanh nghiệp khởi nghiệp đang gặp khó khăn liên quan đến xác lập quyền sở hữu trí tuệ trong quá trình vận hành mô hình kinh doanh. Ngoài ra, chương trình còn cung cấp các thông tin về chương trình hỗ trợ của Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng đối với các doanh nghiệp tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Thưa quý vị, hôm nay ngày 14 tháng 10 là ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Hòa chung trong khí thế sôi nổi của phong trào nông dân cả nước, Hội Nông dân Đà Nẵng những năm qua đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa chính quyền thành phố và hội viên nông dân, thực hiện hiệu quả nhiều nhiệm vụ chỉ tiêu được giao. Trong đó đã tổ chức và xây dựng được quỹ hỗ trợ nông dân một cách có hiệu quả. Trên cơ sở chỉ đạo từ quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương Hội, thực hiện đề án phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân giai đoạn 2011-2020. Quỹ hỗ trợ nông dân Đà Nẵng thời gian qua đã huy động vốn từ nhiều nguồn lực. Hội cũng đã phối hợp với một số ngân hàng thực hiện chính sách tín dụng, phục vụ phát triển nông nghiệp, hỗ trợ chi phí vật tư, trang thiết bị, giúp nông dân phát triển sản xuất. Người dân thì tiếp nhận vốn mình là thông qua tổ chức hội. Thứ nhất là trên cơ sở nguồn vốn mình nhận cái nguồn vốn của Trung ương, rồi cái nguồn vốn mà được Ủy ban Nhân dân thành phố ủy thác, trên cơ sở thì hội đồng quản lý cũng như ban thường vụ là phân bổ cho các quận huyện. Trên cơ sở đó thì là các quận huyện sẽ nhận ủy thác và hướng dẫn các cái cơ sở hội có cái nhu cầu vay vốn để rồi là xây dựng các cái dự án có liên quan. Lãnh đạo Hội Nông dân thành phố cũng cho biết các chính sách vay vốn của Quỹ hỗ trợ nông dân đều rất thiết thực. Nông dân có thể dễ dàng tiếp cận được nguồn hỗ trợ. Thời gian hoàn vốn thì dựa trên khả năng, không khiên cưỡng, ép buộc, có thể tái hỗ trợ nhiều lần tùy theo quy định. Tuy nhiên, hạn mức cho vay của quỹ được cho là chưa thỏa đáng. Cái nguồn vốn mà Quỹ hỗ trợ nông dân ấy, là nó có cái các hạn chế. Trung ương thì mỗi năm như vậy là ảnh cũng phân bổ giữa lắm 1 tỷ thôi. Còn nguồn thành phố thì năm như cao nhất năm nay là ảnh ủy thác được là 6 tỷ. Thế thì trên cơ sở đó thì là mình mới phân bổ
cho các địa phương để thực hiện. Ví dụ như Trung ương là họ cho vay một cái dự án từ 50 triệu đến 100 triệu trên một hộ. Còn đối với thành phố thì là có 20 triệu trên một hộ. Còn đối với quận huyện thì tùy theo cái nguồn vốn, nhưng mà thường là khoảng chừng 2 đến 5 triệu. Tính từ đầu năm 2017 đến nay, nguồn vốn hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Nông dân Đà Nẵng là hơn 36 tỷ đồng, trong đó vốn ủy thác mới là 5,4 tỷ đồng. Quỹ đã giải ngân 33 dự án, giải quyết cho hơn 300 hộ vay với số tiền trên 8 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn này, nông dân Đà Nẵng đã xây dựng nhiều mô hình kinh tế mới. Một số hộ mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thêm thu nhập, tạo chuyển biến rõ rệt trong phong trào nông dân thành phố. Sáng nay tại Hà Nội, Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ hai với chủ đề Nông dân sẵn sàng với nông nghiệp 4.0 đã diễn ra. Nội dung chính của diễn đàn tập trung xung quanh câu hỏi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng như thế nào đến nông nghiệp Việt Nam và những người nông dân Việt Nam cần phải ứng xử như thế nào với cuộc cách mạng này. Để trả lời cho câu hỏi này, diễn đàn có 3 phiên thảo luận với các chủ đề về lợi ích nông nghiệp 4.0, phương án tháo gỡ rào cản về công nghiệp và nguồn nhân lực cho nông nghiệp 4.0. Ngoài ra, diễn đàn cũng là nơi để nhà nông, người làm chính sách, chuyên gia và doanh nghiệp có thể đối thoại với nhau nhằm đưa nông nghiệp Việt Nam dần thích ứng với cuộc cách mạng 4.0. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong đề án chương trình thành phố 4 An của Thành ủy Đà Nẵng, thời gian qua, các cơ quan ban ngành đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, vấn đề là nhận thức của người sản xuất vẫn chưa cao. Đây là yếu tố then chốt và quan trọng nhất trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây là vùng lúa hữu cơ thí điểm rộng hơn 25 hectare ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố thực hiện. Trong số 120 hộ tham gia hợp tác xã này, anh Nguyễn Văn Cường là một trong những nông dân đi đầu trong sản xuất lúa hữu cơ theo hướng an toàn. Anh Cường cho biết, không giống như những gì bà con thường nghĩ, thực tế các mô hình nông sản an toàn như lúa hữu cơ có năng suất rất cao, lại dễ chăm bón, hiệu quả kinh tế hơn nhiều so với giống thương phẩm đại trà. Cái lúa HT1 mà theo lúa hữu cơ này nó khác với các lúa mà theo làm theo cái mô hình mà lúa vô cơ á, thì nó khác cái này. Vậy lúa đây là lúa trung ngắn ngày, là cái thời điểm phát triển của hán từ khi gieo trọ cho đến khi thu hoạch là từ 115 đến 117 ngày. Ở thời vụ là vụ đông xuân và vụ hè thu. Còn cái lúa mà theo xọ theo cái mô hình cũ, tức là phân bón cốt lụa là phải dùng phân vô cơ. Còn cái lúa hữu cơ này á, thì là chúng tôi dùng theo cái phân là cái phân coi như là hữu cơ. So sánh hơi lúa thì lúa này nó đem đến là một chất lượng là lúa có hạt gạo sạch và đảm bảo về sức khỏe của con người, kể cả con người sản xuất và tiêu thụ cũng như cái môi trường. Trong quá trình sản xuất, anh Cường cũng vận động nhiều hộ nông dân khác tham gia. Tuy nhiên, phần lớn vẫn còn rất e ngại. Đây cũng chính là khó khăn đối với công tác quản lý, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của thành phố, khi hầu hết trên 80% người dân vẫn còn giữ tập quán canh tác sản xuất truyền thống thiếu chất lượng. Sản xuất lúa này thì cái sản phẩm của Đà Nẵng á, nó ngoài cái sản phẩm vô hình làm thế nào nó an toàn, nó sạch, nó còn đem lại một cái sản phẩm nông nghiệp, đem lại một sản phẩm vô hình, đó là môi trường sinh thái. Bởi vì cái địa dư chúng ta ít, chúng ta cố gắng giữ rừng và canh tác trên khoảng 2.500 hectare lúa này. Thì có sạch chi sản phẩm, sạch chi ra sạch, thì cũng đề nghị người sản xuất cũng phải có cái tâm sạch. Và người tham gia lưu thông đó cũng phải cả tâm sạch, chứ còn không ai kiểm soát được, không ai kiểm soát. Nếu chúng ta không có tâm ngồi cái thu nhập cho mình mà chúng ta không tính tới cái lợi ích sức khỏe của cộng đồng thì nó cũng khó, và tôi nghĩ nó không bền vững. Không chỉ riêng an toàn vệ sinh thực phẩm, để thực hiện hiệu quả các yêu cầu chương trình thành phố 4 An đề ra, yếu tố con người luôn được xem là then chốt ở các lĩnh vực khác. Chính vì vậy, các sở ban ngành thành phố sẽ còn cần nhiều thời gian và công sức để có thể tạo chuyển biến trong nhận thức của nông dân và người sản xuất, góp phần xây dựng thành phố ngày càng an toàn, văn minh, hiện đại.
chương trình thời sự xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị, mặc dù nhường quyền quyết định có chấm dứt thỏa thuận hạt nhân Iran hay không cho Quốc hội Mỹ, nhưng việc Tổng thống Donald Trump cương quyết bác bỏ xác nhận Iran tuân thủ thỏa thuận trên đã khiến cộng đồng quốc tế hết sức lo ngại. Từ Tehran, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tái khẳng định cam kết lâu dài với thỏa thuận hạt nhân, chừng nào nó phục vụ các lợi ích quốc gia. Ông Rouhani cũng nhấn mạnh thỏa thuận này là không thể đàm phán lại và quyết định của Mỹ không xác nhận thỏa thuận sẽ khiến Washington bị cô lập với các bên ký thỏa thuận. Cùng ngày, lãnh đạo các nước Pháp, Anh và Đức cũng cảnh báo về việc Mỹ thực thi các hành động có thể gây tổn hại tới thỏa thuận nói trên. Các nhà lãnh đạo khẳng định họ chia sẻ quan ngại của Washington về chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, đồng thời sẵn sàng phối hợp với Mỹ nhằm giải quyết quan ngại này. Trong khi đó, đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu-EU, Federica Mogherini cũng khẳng định Mỹ không thể đơn phương hủy bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran. Truyền thông Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao nước này Sergei Kiyakov cho rằng, thật cực kỳ đáng lo ngại khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu ra các nghi vấn vốn được giải quyết khi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký hồi năm 2015. Liên quan tới căng thẳng ngoại giao giữa Mỹ và Nga, hôm qua truyền thông Nga đưa tin Bộ Ngoại giao nước này đã triệu đại diện lâm thời của Đại sứ quán Mỹ ở Moscow tới để phản đối hành động gỡ bỏ quốc kỳ Nga tại các tòa nhà ngoại giao của nước này ở San Francisco và cơ quan đại diện thương mại Nga tại thủ đô Washington. Nga cũng đã gửi cho Mỹ công hàm kiên quyết phản đối việc các quốc kỳ của Nga bị tháo gỡ khỏi các cơ sở ngoại giao của nước này tại Mỹ. Moscow coi đây là hành động vô cùng thiếu thiện chí và yêu cầu trả ngay các lá cờ về vị trí cũ, cũng như không để lặp lại hành động tương tự trong tương lai. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cùng ngày cho biết Moscow đang tiếp tục chuẩn bị đệ đơn kiện Mỹ vì những hành động vi phạm pháp luật đối với tài sản ngoại giao của Nga tại Mỹ. Các nước thành viên của Liên minh châu EU cam kết sẽ giữ vững mục tiêu giảm lượng phát thải khí carbonic gây hiệu ứng nhà kính và tuân thủ các nguyên tắc quản lý rừng để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Môi trường Estonia Siim Kiisler đưa ra sau cuộc họp với những người đồng cấp EU ngay trước thềm hội nghị của Liên Hợp Quốc về chống biến đổi khí hậu vào tháng tới. Theo Bộ trưởng Môi trường Estonia, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên EU, các quốc gia trong khối đã đồng ý đến năm 2030 sẽ cắt giảm 40% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính so với mức năm 1990. Ngoài ra, các nước thành viên cũng đồng thuận với các quy định về quản lý rừng được đề xuất trong thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu 2015. Hai năm trước tại Paris, Liên minh châu EU đã cam kết đến năm 2030 sẽ cắt giảm ít nhất 40% lượng khí thải nhà kính ra môi trường. Đến nay, chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì cam kết này. Các quy định về quản lý đất và rừng cũng đã được chúng tôi cân nhắc đưa vào, thống nhất với mục tiêu chung. Tiếp theo là một số thông tin văn hóa đáng chú ý. Liên hoan phim quốc tế Busan, một trong những liên hoan phim có tiếng của châu Á, vừa được khai mạc tại trung tâm điện ảnh Busan ở thành phố cảng cùng tên miền Nam Hàn Quốc. Liên hoan phim Busan 2017 trình chiếu 300 phim từ 75 quốc gia, nhiều hơn một phim so với năm ngoái. Được chọn giới thiệu trong đêm khai mạc là Glass Garden, bộ phim huyền ảo bí ẩn của nữ đạo diễn Si Su-won. Bộ phim Việt Nam được công chiếu tại liên hoan phim lần này là Cô Ba Sài Gòn của đạo diễn Trần Bửu Lộc và Cây Nguyễn. Liên hoan phim Busan 2017 sẽ bế mạc vào tối ngày 21 tháng 10. Các nhà tổ chức giải đua ô tô chạy bằng năng lượng mặt trời cho biết, trong giải đua năm nay, đội xe đua Nuon của Hà Lan đã về đích đầu tiên với thành tích 37 giờ 10 phút 41 giây. Đây là năm thứ ba liên tiếp đội xe đua của Hà Lan giành thắng lợi trong cuộc đua ô tô này. Để giành chiến thắng trong cuộc đua lần này, đội đã thay đổi chiến lược và cách lái xe để có thể thích nghi với thời tiết ở Australia. Ngoài ra, đội cũng đã lựa chọn làn đường đua thích hợp cho xe ô tô để có thể được hưởng lợi nhờ gió mạnh. Thông tin này là khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.